Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 131 phần luyện tập trung. Thì ở video trước, chúng ta đã làm được bài tập số 1 và bài tập số 2. Video hôm nay, chúng ta tiếp tục làm bài tập số 3. Bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta tính. Câu A, phép tính thứ nhất là 5/2 nhân lên 1/4 trừ đi 1/8. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính như việc tính giá trị của một biểu thức. Ở đây biểu thức này không có dấu ngoặc, có phép nhân và phép trừ. Thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép nhân trước, sau đó thực hiện phép trừ sau. Đầu tiên chúng ta thực hiện phép nhân giữa hai phân số 5/2 nhân lên 1/4. Thì để thực hiện phép nhân, chúng ta chỉ việc lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Như vậy chúng ta có tử số nhân với tử số, tức là 5 nhân 1 bằng 5. Mẫu số nhân mẫu số, tức là 2 nhân 4 bằng 8. Sau đó chúng ta lấy phân số 5/8 trừ đi phân số 1/8. Thì lúc này chúng ta có 5/8 trừ 1/8. Đây là phép trừ giữa hai phân số cùng mẫu số. Cho nên để thực hiện được phép trừ, chúng ta chỉ việc lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai. Mẫu số là mẫu số chung, tức là 8. Như vậy chúng ta có tử số là 5 trừ 1 bằng 4. Mẫu số chính là mẫu số chung, tức là 8. Ở đây chúng ta được kết quả là 4/8. 4/8 chúng ta nhận thấy phân số này chưa tối giản, do đó chúng ta cần phải rút gọn phân số 4/8. Chúng ta sẽ rút gọn phân số 4/8 như sau. Chúng ta nhận thấy tử số là 4, mẫu số là 8. Thì 4 và 8 đều chia hết cho 4, cho nên chúng ta sẽ chia cả tử số và mẫu số của phân số 4/8 cho 4. Như vậy chúng ta có tử số là 4 chia 4 bằng 1, mẫu số là 8 chia 4 bằng 2. Do đó 4/8 chúng ta rút gọn được phân số 1/2. Và kết quả cuối cùng của phép tính là bằng 1/2. Tiếp theo chúng ta làm bài 3, câu B. Câu B chúng ta có phép tính 5/2 cộng với 1/4 nhân với 1/8. Thì ở đây để thực hiện các phép tính này, chúng ta coi như việc tính giá trị của một biểu thức. Biểu thức này có phép cộng và phép nhân, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là thực hiện phép nhân trước. Điều này có nghĩa là 5/2 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta sẽ lấy 1/4 nhân với 1/8 trước. Thì ở đây 1/4 nhân với 1/8, đây là phép nhân giữa hai phân số với nhau. Cho nên để thực hiện, chúng ta chỉ việc lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Như vậy tử số chúng ta có 1 nhân 1 bằng 1, mẫu số chúng ta có 4 nhân 8 bằng 32. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính 5/2 cộng với 1/32. Đây là phép cộng giữa hai phân số không cùng mẫu số. Cho nên để thực hiện được phép cộng, chúng ta chỉ việc quy đồng mẫu số của hai phân số này. Thì ở đây chúng ta nhận thấy 32 chia hết cho 2, cho nên chúng ta sẽ chọn 32 là mẫu số chung. Thì khi chọn 32 là mẫu số chung thì phân số 1/32 chúng ta sẽ giữ nguyên, không quy đồng, mà chúng ta chỉ việc quy đồng mẫu số của phân số 5/2. Ở đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số 5/2 như sau. Chúng ta lấy mẫu số chung là 32 chia cho mẫu số của phân số 5/2, tức là chia cho 2. Thì 32 chia 2 bằng 16. Sau đó chúng ta sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5/2 với 16. Như vậy tử số chúng ta có 5 nhân 16 bằng 80. Mẫu số chúng ta có 2 nhân 16 bằng 32. Và bây giờ hai phân số đã cùng mẫu số, cho nên chúng ta chỉ việc cộng các tử số với nhau. Mẫu số là mẫu số chung. Thì tử số chúng ta có 80 cộng 1, mẫu số chung là 32. Và bây giờ chúng ta có tử số là 80 cộng 1 bằng 81, mẫu số là 32. Tiếp theo chúng ta làm câu C. Câu C chúng ta thực hiện phép tính 5/2 chia cho 1/4 trừ đi 1/8. Thì ở đây chúng ta thực hiện phép tính như việc tính giá trị của một biểu thức. Biểu thức này có phép chia và phép trừ, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là thực hiện phép chia trước, sau đó thực hiện phép trừ sau. Thì đầu tiên chúng ta lấy 5/2 chia cho 1/4. Để thực hiện phép chia, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lấy phân số thứ nhất là 5/2 nhân với phân số thứ hai đảo ngược, tức là nhân với 1/4 đảo ngược. Thì 1/4 đảo ngược thành 4/1. Như vậy chúng ta có 5/2 nhân với 4/1. Sau đó chúng ta trừ đi 1/8.
Bây giờ chúng ta thực hiện phép nhân 5 phần 2 nhân với 4 phần 1 bằng cách lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Thì tử số chúng ta có 5 nhân 4 bằng 20, mẫu số chúng ta có 2 nhân 1 bằng 2. Sau đó chúng ta trừ đi 1 phần 8. Bây giờ chúng ta thực hiện phép trừ 20 phần 2 trừ đi 1 phần 8. Thì đây là phép trừ giữa hai phân số không cùng mẫu số, cho nên để thực hiện được phép trừ thì chúng ta cần phải quy đồng mẫu số của hai phân số này. Chúng ta nhận thấy 8 chia hết cho 2, cho nên chúng ta sẽ chọn 8 là mẫu số chung. Thì khi chọn 8 là mẫu số chung thì phân số 1 phần 8 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số 20 phần 2. Thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số 20 phần 2 bằng cách lấy mẫu số chung là 8 chia cho mẫu số của phân số 20 phần 2, tức là chia cho 2. Thì 8 chia 2 bằng 4. Sau đó chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 20 phần 2 với 4. Thì chúng ta có tử số là 20 x 4 bằng 80, mẫu số là 2 x 4 bằng 8. Như vậy, bây giờ chúng ta có hai phân số đã cùng mẫu số, cho nên để thực hiện được phép trừ thì chúng ta chỉ việc lấy tử số trừ tử số, mẫu số là mẫu số chung. Thì như vậy, tử số chúng ta sẽ có 80 trừ 1, mẫu số là 8. Và bây giờ chúng ta có 80 trừ 1 bằng 79, mẫu số chung là 8. Như vậy, kết quả cuối cùng bằng 79 phần 8. Tiếp theo, chúng ta làm câu D. Câu D, chúng ta thực hiện phép tính 5 phần 2 cộng với 1 phần 4 chia cho 1 phần 8. Thì ở đây, chúng ta thực hiện phép tính như việc tính giá trị của một biểu thức. Ở đây, biểu thức này có phép chia và phép cộng, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước. Điều này có nghĩa là 5 phần 2, chúng ta giữ nguyên. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia 1 phần 4 chia 1 phần 8 như sau. Chúng ta lấy 1 phần 4 nhân với phân số 1 phần 8 đảo ngược, tức là 1 phần 4 nhân với 8 phần 1. Thì ở đây tử số là 8, mẫu số là 4. Thì chúng ta nhận thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4, cho nên chúng ta sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 4. Thì tử số chúng ta có 8 chia 4 bằng 2, mẫu số chúng ta có 4 chia 4 bằng 1. Như vậy, lúc này chúng ta có 5 phần 2 sẽ cộng với phân số 2 phần 1. Và bây giờ chúng ta thực hiện phép tính 5 phần 2 cộng với 2 phần 1. Thì 5 phần 2 và 2 phần 1 là hai phân số không cùng mẫu số, cho nên để thực hiện được phép cộng thì chúng ta cần phải quy đồng mẫu số của hai phân số này. Chúng ta nhận thấy 2 chia hết cho 1, cho nên chúng ta sẽ chọn 2 là mẫu số chung. Khi chọn 2 là mẫu số chung thì phân số 5 phần 2 chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta không quy đồng. Mà chúng ta chỉ việc quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 1 bằng cách chúng ta lấy mẫu số chung là 2 chia cho mẫu số của phân số 2 phần 1, tức là chia cho 1. Thì 2 chia 1 bằng 2. Sau đó chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 1 với 2. Thì tử số chúng ta có 2 x 2 bằng 4, mẫu số chúng ta có 2 x 1 bằng 2. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có hai phân số cùng mẫu số, cho nên để thực hiện được phép cộng chúng ta chỉ việc cộng các tử số với nhau. Như vậy chúng ta có tử số là 5 cộng với 4, mẫu số là 2. Và bây giờ 5 cộng 4 bằng 9, mẫu số là 2. Như vậy kết quả cuối cùng chúng ta tính được bằng 9 phần 2. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được 2 phần 5 của bể. Lần thứ hai chảy thêm 1 phần 3 của bể. Và người ta hỏi chúng ta là hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước. Thì ở đây lần thứ nhất chảy được 2 phần 5 của bể, lần thứ hai chảy được thêm là 1 phần 3 của bể. Như vậy đầu tiên là chúng ta cần phải tính được trong hai lần thì vòi nước chảy được bao nhiêu phần của bể. Sau đó muốn tính được còn mấy phần của bể chưa có nước thì chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi kết quả mà chúng ta vừa tính được. Thì như vậy chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Chúng ta có hai lần vòi nước chảy vào bể được là lần thứ nhất là 2 phần 5, lần thứ hai là 1 phần 3, cho nên chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 cộng 1 phần 3. Thì ở đây, đây là phép cộng giữa hai phân số không cùng mẫu số, cho nên để thực hiện chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai, tức là 2 nhân 3 bằng 6. Sau đó cộng với tử số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất, tức là cộng với 1 nhân 5 bằng 5. Như vậy tử số chúng ta sẽ có 6 cộng 5 và mẫu số chúng ta sẽ có
tích của hai mẫu số, tức là 5 nhân 3 bằng 15. Như vậy mẫu số bằng 15. Và bây giờ chúng ta có 6 cộng 5 bằng 11. Mẫu số là 15. Như vậy hai lần vòi nước chảy vào bể được là 11 phần 15 bể. Tiếp theo chúng ta có số phần của bể chưa có nước nè. Chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi 11 phần 15. Thì ở đây 1 trừ đi 11 phần 15 chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy 1 nhân với mẫu số của phân số 11 phần 15, tức là 1 nhân với 15 bằng 15. Sau đó chúng ta lấy 15 trừ 11 và mẫu số chính là 15. Như vậy tử số chúng ta có 15 trừ 11 bằng 4. Mẫu số là 15. Do đó chúng ta sẽ có số phần của bể chưa có nước là 4 phần 15 bể. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 4 phần 15 bể. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ lại hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.